Đô Tô Minh Hậu, Bắc Giang, Khố Xanh, hai đô bản xứ. Hai đô xe tải. Tôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Và dẫn giới tiếp tục. Chúng tôi xin công bố kết quả kheo vật vừa qua hạng cân trên 55 ở 0 phút 16 giây hiệp 1, Tô Minh Hậu Bắc Giang thắng.